trắng trâu. Cầu xin Cha đổi lòng, khiến con nên giống Ngài. Phần con được xếp ngày everyone. Xin chào buổi sáng hết thảy các anh chị em. Good to see everyone. Rất là tuyệt được gặp lại hết thảy các anh chị em. Yeah, it's really amazing how COVID has changed our lives. Chúng ta có thể thấy thế nào COVID đã thay đổi đời sống của chúng ta. As we go back to the world is opening up slowly again. Chúng ta có thể thấy là thế giới này đang dần dần mở cửa trở lại. And people are slowly resuming the almost like the pre-COVID kind of life again. Và mọi người đang dần dần quay trở lại với nếp sống đời sống trước đây của họ trước khi có đại dịch xảy ra. Here in Singapore, since yesterday, the government has lifted many restrictions. Từ ngày hôm qua thì tại Singapore, chính phủ đã dỡ bỏ một vài những giới hạn, những lệnh ngăn cấm. So we now have considered quite a lot of freedom, except that we still have to wear the mask when we are indoors. Có thể nói là bây giờ chúng tôi đã được tự do hơn rất là nhiều, ngoại trừ việc là nếu ở trong nơi kín thì vẫn phải đeo khẩu trang. Many people have returned back to the office more than staying at home to work. Mọi người đã quay trở lại văn phòng của họ để làm việc hơn là làm việc từ nhà. Right, so some of us are still adjusting to this change after adjusting to COVID life, now having to adjust again to something different. Một vài người trong số chúng tôi vẫn phải thích nghi lại với đời sống sau khi mà sau dịch COVID. Giống như trước đây là phải thích nghi với đời sống trong đại dịch. Yeah, so adjustments, transitions are always challenging in different ways. Bởi vậy nên sự thích nghi hay là những sự chuyển tiếp luôn luôn là đầy thách thức theo một cách nào đó. I want to just share with you a bit of what's been happening in church. Và tôi muốn chia sẻ với các anh chị em một vài điều đang xảy ra với hội thánh. So in church we have started a discipleship program. Trong hội thánh thì chúng tôi mới bắt đầu dạy chương trình môn đệ hóa. And this discipleship program will be running for about 4 months. Chương trình môn đệ hóa này sẽ diễn ra trong vòng 4 tháng. And when we wanted to do this discipleship program, it took us a while to find the right timing to introduce this discipleship program. Và trước khi chúng tôi thực hiện chương trình môn đệ hóa này, thì chúng tôi đã mất một khoảng thời gian để quyết định xem thời điểm nào là thích hợp để bắt đầu dạy chương trình. The discipleship program focuses on our
emotional well-being. Và chương trình môn đệ hóa này thì tập trung vào sự lành mạnh về mặt cảm xúc của chúng ta. So the title in English is Emotionally Healthy Discipleship. Và tựa đề ở trong tiếng Anh là sự môn đệ hóa nhắm đến sự lành mạnh về mặt cảm xúc. And the idea behind this whole discipleship program, the person who wrote it has this idea. Và ý tưởng đằng sau chương trình môn đệ hóa này là người đã viết ra chương trình này đã có cái ý tưởng này trước rồi. His idea is we cannot say that we are spiritually matured if we are emotionally immature. Và ý tưởng đằng sau chương trình môn đệ hóa này đó là người này đã nói rằng một người không thể nói rằng người này có sự trưởng thành thuộc linh nếu như không có sự trưởng thành về mặt cảm xúc. Right, so this whole material, this whole resource is targeting, helping us when we do the discipleship to be dealing with our emotions. Bởi vậy nên nguồn tài liệu này thì có mục đích là giúp đỡ cho những người học sẽ xử lý những vấn đề liên quan đến cảm xúc của người đó. Right, so the pastor and his wife who wrote this material. Thì mục sư và người vợ của ông là người viết chương trình này, viết tài liệu này. Based this material a lot based on their own experience in their marriage and ministry. Họ viết tài liệu này dựa trên những trải nghiệm của họ ở trong đời sống hôn nhân cũng như là trong chức vụ. And they pioneered a church and the church grew very fast. Họ đã thành lập một hội thánh và hội thánh đã tăng trưởng rất là nhanh chóng. But amidst the successful ministry, they had problems in their marriage. They were not able to manage even their own emotions. Và giữa sự thành công ở trong chức vụ như vậy thì trong đời sống hôn nhân của họ có những nan đề xảy ra và họ thậm chí không thể kiểm soát được những cảm xúc của bản thân mình. And they gave so much of themselves that sometimes they are so tired, but when members keep coming to them, they still continue to try and love the members when actually they themselves needed some rest and a break from ministry. Họ đã ban ra rất nhiều cho người khác đến nỗi là mặc dù họ mệt mà khi có những thành viên trong hội thánh đến cần giúp đỡ thì họ vẫn hầu việc những người đó mặc dù là họ cần phải nghỉ ngơi. So the pastor shared about one time when after church he had a newcomer come to his house for lunch. Và vị mục sư này kể rằng sau thì giờ nhóm ở tại hội thánh thì có một người từ trong hội thánh đến vào giờ ăn trưa. And this newcomer stayed and began to talk for many, many hours. Và người này đến nói chuyện trong vòng rất là nhiều tiếng đồng hồ như vậy. And actually in the pastor's heart and in the wife's heart, they were very tired, but they didn't feel that it is the right thing to just tell this visitor, oh, we are very tired, we have to take care of our family. Sorry, please, it's time for you to go. Và mặc dù là vị mục sư này cũng như vợ của ông đều rất là mệt, trong tấm lòng của họ, họ mệt lắm. Nhưng mà họ nghĩ là việc mà nói với người này là chúng tôi đang rất mệt, chúng tôi cần phải chăm sóc gia đình của mình. Và đây có thể là lúc mà anh phải rời đi rồi, nhưng mà họ nghĩ rằng nếu mà nói ra như vậy là không phải phép. Now they are Americans, okay? Và cặp vợ chồng này là cặp vợ chồng người Mỹ. If they are Asians, we can understand, right? Because Asians, we are a bit more shy, we are a bit more hospitable. We will not chase people away from the house, generally. Và họ là một cặp đôi người Mỹ. Nếu mà là người châu Á thì chúng ta có thể hiểu được người châu Á của chúng ta thường là giữ lễ nghĩa, phép tắc và chúng ta không có đuổi người khác ra khỏi nhà của mình, ngại khi làm việc đó. So the visitor talked and suddenly the wife of the pastor suddenly thought about their young daughter about 3 or 4 years old, saying, where is my daughter? Và người khách này cứ nói chuyện hoài như vậy, nói liên tục như vậy. Và đột nhiên người vợ mới bắt đầu nhận ra là đứa con gái của tôi đâu rồi, đứa con gái này 3, 4 tuổi và con của tôi đâu rồi.
I've not heard any sound from her for so long. À, tôi không có nghe tiếng của con gái trong đã rất là lâu rồi, không nghe tiếng của nó. And so she quickly just ran around the whole house to try and find the daughter, but she couldn't find her. Và Vicky là người vợ đó đã chạy khắp nhà để tìm con của mình nhưng mà không tìm ra. And then she had a deep fear in her because she realized, oh no, perhaps the daughter is in there is at the swimming pool. Và đột nhiên trong lòng của người vợ này có một sự nỗi sợ hãi sâu xa, là có thể là con gái tôi đang ở tại bể bơi. So she quickly rushed to the swimming pool, and when she looked at the swimming pool, she saw that the daughter was tiptoeing in the pool and just her head above the water. Yeah. Và khi Vicky đến bể bơi đó thì cô thấy đứa con của mình đang chơi với ở trong cái bể, trong hồ nước đó. So they made it in time to save the daughter. Và họ đã đến đúng lúc để mà có thể cứu đứa con gái này. So this pastor began to, some of these experiences and other many stories caused him to realize that he cannot go at this pace to do ministry, and he cannot be trying to love Jesus while struggling with a lot of anger, a lot of tiredness within his own heart. Và sau trải nghiệm này cũng như những trải nghiệm khác nữa thì vị mục sư này mới nhận biết rằng ông không thể nào yêu mến Chúa nếu như trong tấm lòng của ông có sự giận dữ, có những sự tranh đấu ở bên trong. And so we are using this material and we share with the church that we want to be doing this, using this material to do discipleship for the next 4 months. Và chúng tôi đã thông báo với Hội Thánh là chúng tôi sẽ sử dụng chương trình môn đệ hóa này để dạy trong Hội Thánh trong vòng 4 tháng tới. And because we want to do this material, we stopped our cell group. Và bởi vì chúng tôi muốn thực hiện chương trình này nên chúng tôi đã ngừng buổi nhóm tế bào lại. We used to do cell group, but we feel like we don't want to tire our people by having cell group and the discipleship class, right? The idea is we don't want to give people more cause people to be emotionally more healthy by giving them more work, right? So we decide to stop the cell group. Và chúng tôi đã thực hiện những buổi nhóm tế bào, nhưng mà bởi vì thực hiện chương trình này nên chúng tôi dừng buổi nhóm tế bào lại, bởi vì cái mục đích của chương trình này là để khiến cho mọi người có sự khỏe lành mạnh về mặt cảm xúc. Nếu như thực hiện cả hai chương trình là mỗi nhóm tế bào và học chương trình môn đệ hóa này thì không làm cho họ có sự lành mạnh cảm xúc mà có những sự mệt mỏi bên trong nữa, nên chúng tôi đã dừng lại cái chương trình các buổi nhóm tế bào. Now it's a big decision and we have to do a lot of explaining. Và đây là một quyết định lớn mà chúng tôi phải giải thích rất là nhiều cho Hội Thánh. Because some people we are so used to doing the cell group, right? And not everybody may want to be part of the discipleship. So, you know, when you make changes in church sometimes like that, people are not used to it and they are not happy. Có nhiều người họ đã quen với các buổi nhóm tế bào rồi, và không phải là tất cả những người tham gia các nhóm tế bào đó họ muốn học cái chương trình môn đệ hóa này, nên rất là khó để có thể khiến cho mọi người có thể cùng đồng ý về một vấn đề, về một quyết định này. Và chúng ta biết là khi Hội Thánh có những thay đổi thì phải có nhiều sự giải thích, nhiều sự giảng giải. And there were some who felt that, oh, this material is too much about talking about emotions, it's not spiritual enough. Some people felt that way. Là có một số người nói rằng chương trình này thì tập trung quá nhiều vào mặt cảm xúc, chẳng có thuộc linh tí nào hết. Không có thuộc linh gì hết. We did a survey with our church members over the past 1-2 years, and we asked what are some of their needs, what are some of the things they want to learn. Nhưng mà chúng tôi đã thực hiện khảo sát với các thành viên trong hội thánh trong vòng 1-2 năm vừa qua, và để hỏi xem là họ muốn học về cái gì, họ cần học cái gì. And from the survey we did with our members, what the results came out were very interesting. Và từ phần khảo sát mà chúng tôi đã thực hiện ở trong hội thánh thì kết quả đưa ra rất là thú vị. What they want to learn is about God being a father. Điều mà họ muốn học đó là Đức Chúa Trời là cha. They want to learn how to manage conflicts with each other. Họ muốn học về cách giải quyết những mâu thuẫn giữa vòng họ. And they want to learn about being mentally and emotionally healthy. Và họ cũng muốn học về cách làm thế nào để có sự lành mạnh về mặt tinh thần và mặt cảm xúc. It's interesting that what they want to learn is not more evangelism, more spiritual gift,
more how to do mission. No, they are not. That is not the need of the people. Và điều thú vị là họ không muốn học thêm về việc truyền giáo hay là về các ân tứ thuộc linh hay là việc cách thế nào để thực hiện việc truyền giáo, mà điều mà họ muốn học là những sự lành mạnh về mặt tinh thần và mặt cảm xúc. But from what they said, we could understand that their need was really learning to about relationships with God the Father, within themselves and with each other. Và từ khảo sát đó thì chúng tôi có thể thấy là các thành viên trong hội thánh họ muốn học về mối tương giao, mối quan hệ với Chúa Trời là Cha, rồi mối quan hệ với chính bản thân của họ và mối quan hệ với nhau, với những người xung quanh. And we begin to want to roll this out, there were different challenges. Even some leaders, they feel that, oh, we shouldn't be doing this. They did not agree. Và khi chúng tôi muốn thực hiện chương trình môn đệ hóa này thì ngay cả một số lãnh đạo cũng không đồng ý và họ nói là không nên thực hiện chương trình này. But as we begin to tell the church, more and more people sign up. Và khi chúng tôi giảng giải với hội thánh, giải thích với hội thánh nhiều hơn thì có nhiều người đăng ký học hơn. And the response has been so good. Và sự đáp ứng lại của hội thánh với chương trình này rất là tốt. Across different age, the young, the old, all want to come and learn to deal with our emotional health. Và tất cả các lứa tuổi, những người lớn tuổi, những người trẻ tuổi, thanh niên thì họ cũng đăng ký để học, để mà giải quyết những vấn đề liên quan đến cảm xúc của họ. And also the way of running the group is different. Và cái cách để mà dạy chương trình này trong các nhóm đó cũng khác nhau. So some of us we are the leaders of the group. We cannot run it like how we do a Bible study or a small group. Một số người trong số chúng tôi là người lãnh đạo trong các nhóm dạy chương trình này, và việc mà thực hiện chương trình này thì không giống như là việc thực hiện một nhóm tế bào hay là những chương trình nào khác. We have to go through a training to train us how to do this group, and it is different from how we do to be a small group leader or do a Bible study. We cannot use the same way and the same thinking to approach. Và chúng tôi đã phải trải qua một kỳ huấn luyện để có thể huấn luyện lại trong các nhóm này, và cái cách để mà dạy trong các nhóm nhỏ hay là chương trình học kinh thánh thì nó không có phù hợp với cái việc dạy chương trình môn đệ hóa này. And we all have to go through the training we have to go through five training session to prepare ourselves to be able to run this discipleship about emotional health. Và chúng tôi đã phải trải qua 5 đợt huấn luyện, 5 bài học để mà có thể lãnh đạo cái nhóm dạy về chương trình môn đệ hóa này. Yeah, so we just started last weekend and the response has been quite good so far. Chúng tôi chỉ mới bắt đầu chương trình này vào cuối tuần trước và phản hồi từ các thành viên trong hội thánh là khá tốt. And we realized too that it is because of COVID that the Lord has caused many of us to realize that actually emotionally and mentally some of us are struggling. Và bởi vì đại dịch COVID nên chính Chúa Ngài đã khiến cho chúng ta nhận ra là một vài người trong số chúng ta cũng có những sự tranh đấu về mặt tinh thần và cảm xúc. And it is not okay for us to be emotionally immature, to be affected by anger, to be affected by rage, and still think that we can be spiritual. Yeah. Và việc mà chúng ta có những cảm xúc giận dữ, có những điều không tốt ở bên trong mặt cảm xúc của chúng ta, mà chúng ta nghĩ rằng dù là như vậy nhưng mà chúng ta vẫn có sự trưởng thành, có sự mạnh khỏe về mặt thuộc linh là không phải đâu. In the first lesson of the discipleship program, the Bible passage that we looked at was King Saul. Và trong bài buổi học đầu tiên của chương trình là môn đệ hóa này thì chúng tôi đã xem một phân đoạn kinh thánh về vua Saul. And we learn about how King Saul he was talented, he was gifted, he was quite a good leader actually. Và chúng ta nhìn vào vua Saul, ông là một người khá tài năng, ông là một người lãnh đạo khá tốt. But yet inside him he had a lot of insecurities. Emotionally, he had certain issues. Và bên trong của vua Saul thì ông có sự không an ninh, và về mặt cảm xúc thì ông có một vài vấn đề ở đó. We know clearly emotionally he was not healthy. That's why he would take the spear and want to throw to David. Yeah. Chúng ta biết rằng vua Saul không có sự khỏe mạnh, lành mạnh về mặt cảm xúc, nên đến nỗi mà ông để dùng giáo để mà ném về phía David.
And of course, scripture tells us that it was the Lord who allowed the evil spirit to come upon Saul. Và chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta biết rằng chính Chúa Ngài đã cho phép tà linh đến để quấy nhiễu Saul. Right, but let's look at 1 Samuel 15. Chúng ta hãy cùng xem Samuel nhất đoạn 15. We know this story well. I just want to focus on a few verses as we talk about emotional health. Chúng ta biết phân đoạn Kinh Thánh này rất rõ. Tôi chỉ muốn tập trung vào một vài câu Kinh Thánh có liên quan đến sự lành mạnh về mặt cảm xúc thôi. We look at verse 10 to verse 13. Chúng ta xem từ câu số 10 cho đến câu số 13. Right, so nhất, we know, sorry, yeah, sorry, Ruth. Sorry. So we know that before that, Samuel had taken, I'm sorry, Saul had taken Samuel's instruction. And he has gone to go into battle. Và trước phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta biết rằng Saul đã làm theo lời của Samuel và sau đó đã đi ra chiến trận. And he won the battle and he was now coming back to kind of report, give a report of the battle. Và Saul đã giành chiến thắng trong chiến trận đó và ông trở về để báo cáo lại về trận chiến đã xảy ra. Yes, sister Ruth, can you please read for us 10 to 13? From 1 Samuel 15, 10 to 13. I just need to confirm. Câu số 10 và đến câu số 13 của Samuel nhất đoạn 15. Bây giờ có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel như vậy: Ta hối hận vì đã lập Saul làm vua, bởi người đã xây bỏ ta, không làm theo lời ta. Samuel buồn rầu kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va trọn đêm. Sáng ngày sau, người đi rước Saul, có kẻ đến nói cùng Samuel rằng Saul đã đến Cạc-men, dựng cho mình một cái bia tại đó, đoạn đổi đường đi xuống Ginh-ganh. Samuel đi đến cùng Saul. Saul nói cùng người rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho ông, tôi đã làm theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Now we can see in verse 10 and 11 that how the Lord was feeling. Chúng ta có thể thấy ở trong câu 10, câu 11 về những suy nghĩ của Đức Giê-hô-va, của Đức Chúa Trời. Right, the verse tells us that God was grieved. He was really sad. Câu số 11 chép rằng Đức Chúa Trời đã rất hối hận, đã rất là buồn rầu vì cớ Saul. And even Samuel was very troubled. The whole night he couldn't sleep. Và ngay cả Samuel cũng đã rất là bối rối và cả trọn cả đêm ông không thể nào ngủ được. He was just crying out to God. Và ông đã kêu cầu cùng Chúa trọn cả đêm đó. And when you look at verse 13, Samuel's emotions were the opposite. It's not stated there, but you can sense that because he says, "The Lord bless you." It's happy. He's not sad. He's not grieved. Nhưng mà đến câu 13 thì chúng ta có thể thấy cảm xúc của Samuel được bày tỏ ra nó khá đối nghịch với những điều đã xảy ra trước đó. Ông không có buồn bã khi mà ông gặp Saul mà ông đã chào Saul là nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho ông. Right, and now we go down to verse 24 to 25. Chúng ta đi xuống câu 24 và câu số 25 của phân đoạn Kinh Thánh này. Saul đáp cùng Samuel rằng: Tôi có phạm tội, tôi đã can phạm mạng lệnh Đức Giê-hô-va và lời của ông. Tôi sợ dân sự nên nghe theo tiếng của họ. Bây giờ xin ông hãy tha tội tôi, trở lại cùng tôi, thì tôi sẽ sắp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va. So by verse 24, after Samuel confronted him with how he did not obey the Lord, he then admitted that he was really afraid of the people, and that's why he did not sacrifice, he did not kill everything, because probably the people wanted the spoils even for themselves. Yeah. Và sau khi mà Samuel đã đối diện cùng với Saul thì Saul mới nhận rằng mình đã không làm theo mạng lệnh của Đức Giê-hô-va, đã vì sợ dân sự mà không giết hết thảy những vật ở tại nơi của kẻ thù nghịch mình. Ông nghĩ rằng có thể dân sự cần những vật đó. And so what we learn just on Saturday as we went through this, we know that Samuel, we know that Saul, he disobeyed the Lord, or that, but we are focusing not so much on the disobedience, the action, but what was the feeling, you know, like he disobeyed the Lord, but he could still say, oh, the Lord bless you. How come there's a disconnect with his action and with how he was feeling?
Chúng ta không có tập trung nhiều, tập trung nhiều vào sự bất tuân mạng lệnh của Saul, nhưng mà chúng ta có thể thấy về mặt Samuel thì ông đã rất là buồn rầu, trọn cả đêm không ngủ được. Nhưng mà sau đó khi gặp Saul thì ông lại nghênh đón, chào đón, chúc phước cho Saul. Như vậy dường như là có một sự đối nghịch giữa mặt cảm xúc của ông và những gì ông thể hiện ra. Wouldn't the right response actually be he should be coming to Samuel and just be being so sorry, so sorry, Samuel, I couldn't, I was so afraid of the people, I kept the animals, please forgive me. I mean that, and he should be very sad, right? That should be the right kind of response, isn't it? Xin lỗi, đây là phần về phía với sau lơ thì ngoài việc là ông bất tuân thì đáng lẽ ra là bởi vì ông bất tuân thì ông phải đến với Samuel và ông nói với Samuel rằng tôi đã làm điều này, tôi đã sợ dân sự, tôi đã không vâng theo mạng lệnh của Chúa, và ông có thể xưng nhận điều ông đã làm và xin sự tha thứ, nhưng mà ông vẫn tỏ ra là như không có chuyện gì vậy. But no, his sense of pride, his sense of not wanting to be embarrassed, his feelings and emotions which overruled him. That's why he was so afraid of the people more than being fearful of God, that he became such a mess emotionally inside, and it affected the decision that he made. Và bởi vì sự kiêu hãnh cũng như là không muốn bị làm cho xấu hổ, rồi ông thêm một mặt nữa là ông sợ dân sự hơn là kính sợ Đức Chúa Trời, và bên trong tấm lòng của Saul thì chắc chắn là một mớ hỗn độn của những cảm xúc ở bên trong đó. So this material, what it does is it gets us to think about ourselves. How about me? What are the emotions that are really affecting me deep inside? Và từ ví dụ của Sauler thì chúng ta có thể nghĩ về chính mình, cảm xúc nào đang có sự ảnh hưởng lớn bên trong tôi. Right, so I'm sharing this with you this morning, because I think it's something that's really important for us to think about as leaders. Và tôi chia sẻ những điều này với các anh chị em buổi sáng hôm nay bởi vì tôi nghĩ đây là điều mà chúng ta cần xem xét với tư cách là những người lãnh đạo. It does not make sense that we preach on Sunday or we teach people, but at home or in our own lives, we get angry with people, we have mood swings, and emotionally we are just not healthy. We cannot deny these things, and we need to leave these things, bring these things before the Lord and ask Him to help us to process these things. Ta không thể nào giảng vào ngày Chủ nhật ở trong hội thánh dạy cho người ta kinh thánh, nhưng mà ở nhà hay là trong đời sống hàng ngày của mình thì chúng ta lại hay giận dữ, chúng ta có những cảm xúc và thay đổi liên tục, rồi có những điều mà không tốt bên trong của chúng ta thì chúng ta không thể là giữ những điều đó trong lòng của mình được, chúng ta phải dâng trình những cảm xúc đó, những điều bên trong chúng ta đó lên cho chính mình Chúa. And I thank the Lord that after the Saturday we started this group. So I have a group about six men that I am leading them in this discipleship program. Và cảm ơn Chúa sau khi chúng tôi đã thực hiện chương trình này và buổi học đầu tiên, tôi là người lãnh đạo của một nhóm gồm 6 người nam. And one or two of them just on the next day they message me and say, "Oh, please pray for me. I'm struggling with depression." Và một hai ngày sau đó thì có một người trong nhóm đã nhắn tin cho tôi và nói rằng xin hãy cầu nguyện cho tôi đang có sự căng thẳng. And I thank the Lord that this has opened up the avenue for some of the men, especially for men. Men sometimes we want to be proud, we don't want to admit our weakness, but to bring this up and it gives an opportunity for the Lord to do the work in. Not that I can fix the person, but to allow the Lord to bring healing into these areas. Và tôi cảm ơn Chúa bởi vì qua chương trình này thì những người nam cũng đã có được cách để mà họ có thể bày tỏ cảm xúc của họ ra, và không phải là tôi là người có thể giúp đỡ họ trong những sự tranh đấu về mặt cảm xúc đó, nhưng mà Chúa là đấng đến và giải quyết với họ, đem đến sự chữa lành về mặt cảm xúc cho họ. So please pray for us as we continue for the next 4 months. Nên xin các anh chị em hãy cầu nguyện cho chúng tôi đang khi chúng tôi thực hiện chương trình này trong vòng 4 tháng tới. That we realize more and more that to be spiritually matured, we cannot say that we are emotionally immature.
Và chúng tôi nhận thấy rằng chúng ta không thể nói chúng ta là những người có sự trưởng thành về thuộc linh nếu như chúng ta vẫn chưa trưởng thành về mặt cảm xúc. Let me end by saying something that I read from the book. Và hãy để tôi kết thúc phần chia sẻ của tôi bằng những điều mà tôi đã đọc được từ trong quyển sách đó. So one of the members of this American pastor who went through the program. Một trong những người bạn của cặp vợ chồng mục sư người Mỹ này đã học chương trình này. He said that, oh, through this program, I realized that I thought that I was a Christian for 22 years and therefore I am matured. Và người này đã nói rằng trước khi mà đọc sách này thì tôi nghĩ là tôi là một cơ đốc nhân đã trưởng thành bởi vì tôi đã theo Chúa được 21 năm rồi. But I realized, no, that is not true. Nhưng mà tôi nhận thấy rằng đã không đúng như vậy. I was just a one-year-old Christian for 22 times. Và tôi chỉ là một cơ đốc nhân một tuổi trong 21 lần như vậy thôi. I hope and pray that we will grow spiritually as according to our human physical age and years. Và tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ có sự tăng trưởng, trưởng thành về mặt thuộc linh tương ứng với số tuổi của chúng ta. And not to be one-year-old Christian just many, many, many times. And part of that growth is really require us to deal with our emotions. Chứ không phải là chúng ta làm một cơ đốc nhân chỉ một năm tuổi thôi và cứ lặp đi lặp lại là một cơ đốc nhân một năm tuổi đó trong suốt nhiều năm như vậy. Và về mặt cảm xúc chúng ta phải có những sự giải quyết một cách triệt để. For the church to be effective, to be reaching more people, we need to be emotionally healthy and matured because many people out there are hurt and they need emotionally healthy people, mature people to minister to love them. Yeah. Và để hội thánh có thể hiệu quả hơn và vươn ra được đến nhiều người hơn thì cần có những người lành mạnh về mặt cảm xúc, có sự trưởng thành về mặt cảm xúc để giúp đỡ họ là những người có những nan đề lớn về mặt cảm xúc ở bên ngoài kia. If not, when we try and evangelize, we bring them to the church and they see that, oh no, the church, the people are emotionally not so stable and have a lot of issues, it's going to stumble them and it's more than just bringing people into the church. We need to be healthy people to minister to them. Yeah, đừng để đến lúc mà chúng ta đem những người này đến trong hội thánh và họ nhận thấy rằng những người ở trong hội thánh đó thì không có sự ổn định về mặt cảm xúc và đó cũng là một cớ để cho họ vấp phạm. Và thà là chúng ta là những người lành mạnh về mặt cảm xúc trước khi chúng ta đem họ đến với hội thánh thì đó là điều tốt hơn. Yeah, so just sharing a bit of updates with the church and thank you so much for this time. Thank you, Pastor Doug. Thank you, Ruth, for your interpreting. Yeah, đây là một số những sự cập nhật về mặt hội thánh mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị em. Xin cảm ơn Mục sư Đức. Cảm ơn tất cả các anh chị em. Dạ, chắc là thì giờ của mình không còn nhiều. Đúng là vấn đề cảm xúc là vấn đề rất là mang tính tế nhị. Và đây chúng ta nhìn thấy rằng giống như một cái cân. Đó là vấn đề chú giận sâu lơ, đó là cảm xúc của sâu lơ và mạng lệnh mà Đức Chúa Trời Ngài đặt để trên đời sống sâu lơ. Vấn đề khi mà chúng ta nhận cả hai thì chúng ta, đang khi chúng ta là người trong cái cương vị như vậy, thì chúng ta nhìn thấy rằng sâu lơ ông vẫn có cái cảm xúc riêng của ông, vẫn có cái suy nghĩ riêng của ông. Yeah. Và ông cũng ao ước là trong cái năng quyền mà Chúa thăm viếng và giống như là du di những cái mà ông, nhưng mà Đức Chúa Trời rất là nghiêm khắc ở trong cái lời Đức Chúa Trời. Và đó là lý do mà chúng ta nhìn thấy cái câu thánh mà chúng ta thường đọc tới đọc lui rất là nhiều lần. Đó là trong Samuel, ở trong câu thánh 22 á. Samuel nói Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thụ ăn bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả sự vâng lời tốt hơn của lễ và sự nghe theo tốt hơn mở chiến địch. Cái điều mà Đức Chúa Trời Ngài nhìn xem đó là cái sự vâng lời một cách tuyệt đối. Lời Đức Chúa Trời đó là tiêu diệt tất cả đạo quân Amalek, nhưng mà ông thì làm ngược lại. Lời Đức Chúa Trời nhìn thấy Amalek ngăn cản dân Israel, ngăn cản dân thánh của Chúa hơn là những cái điều mà Sauler dung thứ. Và chúng ta cũng nhìn thấy ở trong Amos
Amos đoạn 5 câu 21 đến câu 24 Kinh Thánh ghi thế này: ta ghét, ta khi dễ những kỳ lệ của các ngươi, ta không đẹp lòng về những hội trọng thể của các ngươi đâu. Dẫu ngươi dâng những của lễ thiêu, của lễ chay cho ta, ta sẽ không nhận lấy. Ta chẳng đói xem những con thú bọc về của lễ thụ ân các ngươi. Hãy làm cho tiếng các bài ca các ngươi xa khỏi ta, ta không khứng nghe tiếng đàn cầm các ngươi. Ta hãy làm cho sự chánh trực chảy xuống như nước, và sự công bình như sông lớn cuồn cuộn. Ta hãy làm cho sự chánh trực chảy xuống như nước, và sự công bình như sông lớn cuồn cuộn. Ở đây chúng ta nhìn thấy Đức Chúa Trời ngài xem trọng cái lời Đức Chúa Trời trong sự công nghĩa hơn tất cả những cái suy nghĩ, những cảm xúc chúng ta, và đặc biệt những cảm xúc nghịch lại với lời Đức Chúa Trời. Và đó là điều Chúa không cho phép. Và ước rằng cái bài học của Saul cũng là một bài học của hết thảy mọi chúng ta. Đang khi chúng ta bước đi với Chúa thì ao ước rằng đời sống chúng ta có một sự vâng phục một cách trọn vẹn ở trong ý tưởng của Chúa trên đời sống của mình. Vì Chúa nó giống như là đó là vấn đề đầu tiên của con người, Adam, Eva cũng vậy. Mạng lệnh Đức Chúa Trời đó là không ăn trái cây, ăn rồi là chết. Thì cảm xúc của Eva và nghiêng hẳn về cái sự cám dỗ của ma quỷ, đến nỗi mà đưa tay ra hái trái cấm. Và đó là một trong những cái vết không có thay đổi của con người. Và ước rằng cái sự chết, sự chôn và sự sống lại của Chúa giúp đỡ để chúng ta kinh nghiệm một cái con người mới ở trong ân điển của Chúa, để rồi chúng ta không sống chính mình nữa, nhưng mà sống cho Chúa, giống như là một sự thay thế vậy đó. Một sự chết nó không có nghĩa là ở trong một tôn giáo, nhưng bèn là Chúa sống thay chúng ta, một ý nghĩa như vậy ở trong sự sống lại của Chúa, thì chúng ta mới có thể thắng hơn được cái cảm xúc. Những gì mà chúng ta có là cái sự cảm xúc, cái sự ban cho của Chúa đời sống của chúng ta, giống như một sự thay đổi về. Trước đây chúng ta đã từng có một sự nóng giận, trước đây chúng ta có từng chửi thề, căm phẫn, nhưng mà khi nhận biết Chúa thì có một sự thay đổi. Thử tin rằng cái sự cảm xúc trong vấn đề nghe lời Chúa cũng giống như vậy, một sự thay đổi hoàn toàn. Và đó là cái giá trị của cái sự thay đổi hoàn toàn ở trong cái tin lành quyền năng mà Chúa ban cho chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng ta lại được học một cái lĩnh vực mà bấy lâu chúng ta tưởng chừng nó bình thường, nhưng mà nếu chúng ta không trình dâng cho Chúa cảm xúc của chúng ta, chúng ta học được Chúa thì đó là điều sẽ ngăn trở chúng ta. Phần con được xếp về.